Vâng, xin chào quý vị và bà con. Này này em, bonsai Nguyễn Sang nha quý vị và con nhé. Hôm nay lên một tác phẩm xanh Nam Điền, một cây xanh Nam Điền cổ để mời quý vị và bác cùng anh chị em vào thưởng lãm và giao lưu. Cây rất đẹp luôn. Kém gì mấy cây tiền tỷ đâu các bác. Giá chỉ có 150 triệu thôi các quý vị và con nhé. Không kém gì cây tiền tỷ cả. Đẹp chất luôn. Bà con nào muốn giao lưu tác phẩm này thì comment em nhé. Hoặc có thể liên hệ theo số điện thoại. Em sẽ ghim số điện thoại mình lên phần tiêu đề video. Cây này cao chắc chỉ tầm khoảng độ 90 đó. Tàn nó phải tầm khoảng độ 1m6. Quá đẹp, quá chất luôn nhỉ. Đây, đây, đây không phải vết đục bà con nhé. Không phải vết đục. Trước nó có viên đá này. Để ép vào đây. Đẹp chất luôn. Nhìn quá tuyệt vời luôn.